Mến chào quý khán giả đang theo dõi video trên kênh Triết Lý Nhân Sinh, nơi lan tỏa những giá trị sống tích cực đến mọi người. Bạn thân mến, phụ nữ hay cho rằng để nắm giữ được trái tim đàn ông cần phải có những bí kíp cao siêu, chẳng hạn như phải làm sao cho mình đẹp nhất, sexy nhất, hay phải thật giỏi giang để đàn ông phải nể phục. Nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Tiêu chuẩn để một người phụ nữ lọt vào mắt xanh và được đàn ông trao trọn vẹn trái tim của mình lại không hề quá khó. Có những khi đấng mày râu bị hớp hồn bởi những cử chỉ, hành động rất đỗi đời thường của cô ấy. Cùng xem tử huyệt của trái tim người đàn ông là nằm ở đâu bạn nhé. Thứ nhất, anh ấy sẽ nể phục người phụ nữ có cách ứng xử thông minh. Trong cuộc sống gia đình, phụ nữ thường được dành cho vai trò người giữ hòa bình, nên trong ứng xử hàng ngày, sự khéo léo và tinh tế là kỹ năng sống vô cùng quan trọng mà bạn cần học hỏi, trang bị cho bản thân. Một người vợ thông minh, tinh tế sẽ biết lúc nào mình cần lên tiếng, lúc nào nên im lặng. Đàn ông vốn hay nóng giận, không kiểm soát được cảm xúc. Lúc bực tức, anh ấy có thể sẽ nói ra những điều khiến bạn buồn, nhưng bạn không nên vì thế mà tranh cãi tay đôi, lớn tiếng phân định đúng sai với chàng ta ngay khi ấy. Cổ ngữ có câu rằng, đại trí ngược nhu. Người càng thông minh lại có biểu hiện càng hồ đồ, ngu ngốc. Đối với người đàn ông của mình, đối với người thân trong gia đình, việc gì cũng rõ ràng quá, đôi khi cũng chẳng tốt. Có những việc mắt nhắm mắt mở cho qua được thì sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, không ai khuyên bạn phải nín nhịn, nhún nhường chồng khi anh ấy sai phạm quá nhiều lần. Vấn đề nằm ở cách bạn chỉ cho chàng thấy lỗi lầm của bản thân như thế nào. Khi chàng nóng, bạn nên lạnh để làm dịu cơn tức giận trong người chàng. Khi anh ấy đã thực sự bình tĩnh trở lại, bạn mới chọn thời điểm thích hợp để vợ chồng ngồi lại nói chuyện thẳng thắn. Lúc ấy, bạn không phải e dè mà cứ sóng sạc đưa ra quan điểm ý kiến của bản thân mình và nghiêm túc chỉ rõ cho chàng biết cách sai chàng mắc phải. Tin rằng trước cách ứng xử nhu cương đúng lúc ấy của vợ, bất cứ người chồng nào cũng đều nể phục, để rồi anh ấy sẽ tự dặn lòng phải biết yêu thương trân trọng lại người bạn đời lý tưởng anh đang có. Thứ hai, anh ấy sẽ bị thu hút bởi phụ nữ vừa độc lập lại vừa lệ thuộc. Một người phụ nữ có tính cách tự lập, độc lập, biết tự bảo vệ chính mình thì tự thân sẽ toát ra sức cuốn hút với người khác. Bất cứ việc gì, họ cũng muốn tự thân đi hoàn thành nó. Trong quá trình đấy, họ sẽ thu hút được sự chú ý của nhiều nam nhân khác. Đặc biệt là trong xã hội ngày nay, đa số đàn ông thích một người phụ nữ có khí chất cá tính, tự lập. Nguyên nhân bởi một người phụ nữ như vậy sẽ ít gây phiền phức và tương trợ được cho người đàn ông trong cuộc sống. Đặc biệt hơn nữa, người phụ nữ này tuy họ rất thích sống tự lập nhưng lại luôn mang đến cho người đàn ông của mình cảm giác rằng cô ấy cần anh, cần một bờ vai che chở, tạo cho người đàn ông của mình cảm giác rằng dù họ có cứng rắn hay mạnh mẽ cỡ nào ở xã hội, nhưng trước mắt người đàn ông của mình họ vẫn là nhỏ bé. Thực tế là chẳng có người đàn ông nào sao xuyến với người phụ nữ cho anh ấy thể hiện mình là người hùng trước bàn dân thiên hạ cả. Nên đây là bí quyết khôn khéo để chinh phục trái tim của người đàn ông đấy bạn. Thứ ba, anh ấy sẽ bị chinh phục bởi phụ nữ vừa đoan trang vừa cá tính. Trước mặt bạn bè của chồng, bạn có thể thể hiện ra sức hấp dẫn, sự hiểu biết, tinh tế của bản thân mình, cũng như khí chất của một người phụ nữ có tu dưỡng, có nội hàm. Tuy nhiên, trong quá trình giao tiếp, bạn cần phải chú ý tới một khoảng cách nhất định, không nên nhiệt tình một cách thái quá và cũng không được tỏ ra lãnh đạo. Làm được điều này sẽ giúp người bạn đời của bạn có được thể diện, sự tự hào về bản thân, có được một người vợ, người bạn gái tuyệt vời. Còn về phần ngang ngược ở đây, nói cách khác chính là sự bướng bỉnh mang màu sắc cá tính riêng. Nó tạo sự bất ngờ khó đoán cho người đàn ông, khiến người bạn đời của mình luôn không ngừng muốn tìm hiểu và khám phá chinh phục.
Thứ tư, anh ấy sẽ không rời mắt người phụ nữ vừa có kinh nghiệm vừa yểu điệu. Người phụ nữ có kinh nghiệm luôn là người phụ nữ hấp dẫn nhất, có khí chất riêng của mình. Kinh nghiệm của một người cũng là yếu tố thể hiện sự hàm dưỡng của một người. Nét đẹp lâu bền của người phụ nữ không nằm ở chỗ dung mạo ra sao, mà nằm ở chiều sâu nội tâm của họ. Đương nhiên, một người phụ nữ có kinh nghiệm sẽ luôn cuốn hút những người đàn ông thành đạt. Trong gia đình, nếu như người phụ nữ thể hiện cá tính quá mạnh mẽ, quá kinh nghiệm, thì đôi lúc không những không có lợi mà lại là bất lợi. Nó khiến người đàn ông bị yếu thế hơn phụ nữ. Phụ nữ dại tìm cách giữ chồng, phụ nữ khôn khiến chồng giữ mình. Bạn có biết điểm chung của chị em phụ nữ sau khi kết hôn là gì không? Chính là hết mình chăm chồng, lo cho con, săn sóc và vun vén tổ ấm gia đình. Đó là thiên chức của người phụ nữ, vừa là trách nhiệm cũng vừa là một niềm tự hào. Nhưng cái gì quá cũng không tốt, nhất lại là tình yêu. Người ta nói với nhau rằng yêu là cho đi mà không mong cầu nhận lại. Hãy cứ chăm chồng, chăm con và mặc cho mình đầu bù tóc rối ư. Hãy cứ là một bà mẹ bỉm sữa lôi thôi nhếch nhác, chỉ biết quanh đi quẩn lại với gian bếp và chiếc nôi của con ư. Cho đi bao nhiêu cũng là không đủ, vậy thì chắc là phải cho đi cả một đời. Để rồi phía sau những hy sinh thầm lặng là gì? Người hạnh phúc được chồng con ghi nhận sự vất vả và đối xử tốt thì mặc nhiên được là may mắn. Người không hạnh phúc phải chịu cảnh chồng đối xử không ra gì thì bị đổ lại số kiếp đen đủi, bạc bẽo. Và phía sau những màn tâm sự đẫm nước mắt, chị em lại ngồi than thở với nhau, phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, mặc dù thực tế đâu phải như vậy. Tôi nhớ đã từng đọc đâu đó cái gọi là bí kíp giữ chồng của một người vợ tạm được coi là hạnh phúc cho tới thời điểm chị ấy chia sẻ câu chuyện của mình, rằng chồng chị ấy đi đâu ra ngoài xã hội cũng muốn vợ đi cùng, không có vợ sẽ từ chối mọi cuộc chơi. Chồng chị ấy không bao giờ nhìn nghiêng liếc dọc người phụ nữ khác, bởi trong mắt anh, vợ mình đã là đẹp nhất. Dù là người đàn ông thành đạt, nhưng chồng chị ấy vẫn sẵn sàng giúp đỡ vợ mình việc vặt trong nhà, không có chuyện phó mặc hay chút hết cho vợ phải làm. Bài học mà chị ấy chiêm nghiệm được thật tuyệt nhiên, không phải cho rằng mình là người có phúc phận lấy được người chồng tốt, mà chị ấy cho rằng yêu thương cũng phải có chiến lược, giữ được ngọn lửa tình yêu luôn mãnh liệt cũng cần phải có bí kíp. Chính điều đó mới đòi hỏi sự khéo léo và tinh tế của người phụ nữ. Khi đọc những dòng chia sẻ bí kíp của chị, không ít chị em phải ngậm ngùi nhìn lại bản thân mình. À, hóa ra người phụ nữ tốt xấu kia cũng chẳng có gì hơn mình cả, chỉ là chị ấy biết chăm sóc bản thân mình tốt hơn mà thôi. Dù đã có chồng, có con, cũng vẫn là ngần ấy công việc cho gia đình, nhưng người ta vẫn giữ đầu tóc gọn gàng. Lúc ở nhà thì sạch sẽ thơm tho, khi đi ra ngoài thì đẹp từ chân lên đầu. Không phải chỉ để bản thân tự tin hơn, mà là để cho chồng được hãnh diện với bạn bè vì vợ mình nhuận sắc. Và cũng là một người vợ, nhưng người ta không tranh việc với chồng. Có những công việc tự làm được thì sẽ làm, không kham nổi thì nhờ người đàn ông trong gia đình giúp sức. Vợ chồng lấy nhau về là để cùng nhau san sẻ, không nên có chuyện người này hy sinh tất cả cho người kia. Tình yêu mà hy sinh quá đà lại là tình yêu không được trân trọng. Chung quy lại thì cốt lõi của vấn đề vẫn chỉ nằm ở việc người phụ nữ có đủ tỉnh táo để tự yêu thương và chăm sóc bản thân mình hay không. Đàn ông thực ra nói phức tạp thì phức tạp, nói đơn giản cũng vô cùng đơn giản. Bởi tính của đàn ông là thích chinh phục. Vì vậy, muốn giữ được chân chàng thì ngoài việc luôn giữ gìn, chăm sóc và đổi mới bản thân để hấp dẫn hơn cho mắt chàng, chẳng còn cách nào khác. Bạn thân mến, đàn ông suy cho cùng vẫn luôn muốn là con đực theo đuổi con cái. Họ tuyệt nhiên không muốn trở thành con đực bị dắt đi bởi một con cái khác. Dù cho con cái ấy có xinh đẹp hoặc tài giỏi đến đâu, cái cảm giác chinh phục
hấp dẫn đàn ông hơn nhiều so với cảm giác khuất phục vô điều kiện từ người phụ nữ. Thế mới có chuyện gái hư đôi khi lại được yêu nhiều hơn gái ngoan đấy bạn. Cho nên phụ nữ thông minh muốn giữ chồng thì trước tiên hãy yêu bản thân mình và luôn nhớ một chân lý rằng mình không yêu lấy mình thì chẳng ai có thể yêu mình cả. Đến đây thì thời lượng của triết lý nhân sinh cũng xin được tạm dừng. Chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.